Phan Hồ Văn Cường viết, cô không biết phải viết như thế nào về ngày 22 tháng 3 năm 2024, một ngày thật vui và tuyệt vời. Cô Dung FC Tiền Giang đã cùng các FC miền Bắc có một trải nghiệm vô cùng thú vị, đó là một ngày đặc biệt. Cường trở về quê của mình, dùng tiếng hát đóng góp, chia sẻ cho nơi chôn nhau cắt rốn, dùng tiếng hát của mình để đóng góp cho những thiên thần nhỏ bé được cắp sách đến trường, để thay đổi số phận mà người dân miền quê đều hiểu, chỉ có học mới thay đổi số phận. Buổi trưa gò công của mình hôm nay nắng thật gắt, trên con đường đến làng Yến, hai bên đường trồng toàn xả, một thực phẩm dùng ướp thức ăn. Đất gò công khô cằn, thế mà vẫn trồng được, những cây chuối cạnh bên cũng chẳng thua kém vươn lên một màu xanh ngát, đến nỗi chú Khôi phải buột miệng thốt lên. Trời nóng thế này mà cây chuối vẫn mọc lên thật đẹp. Có thể đó là sức sống mãnh liệt của vùng đất này, không có gì làm gục ngã nó, một ý chí mãnh liệt để tồn tại. Cường biết không, mọi người đến quê mình khám phá rất nhiều điều thú vị, giống như đất lành chim đậu, vùng đất gò công thật đẹp, sản sinh ra những nhân tài nổi tiếng như bà Từ Dũ, Nam Phương Hoàng Hậu, văn sĩ Hồ Biểu Chánh, cô ca sĩ Phương Dung, nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc sĩ Hoàng Phương, nghệ sĩ Hải Quang Minh và bây giờ con nữa đó Cường. Cường có biết không, các cô ngồi gần cô, cứ nói con về quê hát, y như Trạng Nguyên về làng. Mà thật đúng như thế, con như người đổ Trạng về làng. Và con đã thấy rõ trách nhiệm với xã hội, con đã dùng tài năng để dìu dắt đàn em thơ và Cường cho mỗi bé chiếc cần câu trong cuộc sống. Cảm ơn các FC ba miền đã yêu thương và cùng theo con trên mọi nẻo đường. Ai cũng hạnh phúc vì biết con đã lớn, biết nghĩ cho người khác. Cường đã cho các em một niềm tin trong cuộc sống. Cô chúc con luôn bình an, thành công và nhiều sức khỏe. Chỉ là sự tình nguyện tự nguyện của những thành viên trong đại gia đình xanh đọt chuối, nhưng sao mà chan chứa nhiều tình cảm đến như vậy. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều các mối nhân duyên thiện lành này. Niềm hạnh phúc sau khi xem livestream ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại Gò Công Tây, Tiền Giang, đến bây giờ vẫn còn lâng lâng, cả nhà có thể xem đầy đủ tại Hồ Văn Cường Fan Club đó ạ. Tự hào khi được là một cây chuối xanh trong vườn xanh đọt chuối của FC ca sĩ Hồ Văn Cường. Cậu út về làng, giữa biển người con chỉ là cậu bé, xa lâu ngày nay lại về thăm, mang theo tiếng ca của cậu bé gò công, thở chân đất ra đồng theo mẹ, củ cải trắng và bàn tay con trẻ, đã làm nên một vóc dáng thiên thần. Sân vận động chiều nay, cậu út về làng, để tiếp sức cho ngôi trường rộng mở, cho những em bé được nhiều hơn con chữ, cho tương lai phơi phới ước mơ xanh. Cậu út gò công, cậu út hiền lành, đã tỏa sáng thành ngôi sao nhỏ, có đôi lần khoác lên mình màu đỏ, chiếc áo kiêu sa giống ông bụt đời thường, khiến trăm người và hàng vạn người thương. Và hôm nay trên mảnh đất quê hương, mảnh đất yêu thương của chàng ca sĩ, vẫn quen miệng gọi cậu là cậu bé. Cậu bé gò công, cậu bé đa tài, các bậc thầy cô rạng rỡ nụ cười, truyền thống chồng người tài năng hiếu học, tiếng hát vang xa mọi miền tổ quốc. Em không quên lối nhỏ đi về Gò Công Tây, nơi năm ấy ra đi vẫn màu áo của một thời đến lớp, màu áo trắng của một thời đẹp nhất. Và hôm nay áo trắng gấp nhiều lần, màu trắng thanh cao, màu trắng thi nhân, màu trắng của ngàn lần thanh khiết. Viết đêm ngày 22 tháng 3 năm 2024, tác giả Phạm Thu Hồng. Vì lý do sức khỏe không đi được về Gò Công, rất lấy làm tiếc và viết bài thơ này tặng cậu út Hồ Văn Cường. Chúc mừng con nhé! Ca sĩ Quang Lê lần đầu nói về chuyện rạn nứt với Phương Mỹ Chi và ồn ào con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đầu tư cho con toàn là lỗ không à? Chưa bao giờ, câu chuyện con nuôi trong V-Biz lại khiến cư dân mạng phải bàn tán nhiều như hiện tại. Là một trong những ông bố nuôi nổi tiếng V-Biz, ca sĩ Quang Lê đã có những suy nghĩ thế nào về câu chuyện của chính mình cũng như của Phi Nhung và Hồ Văn Cường? Không khó để lý giải tại sao người ta lại đặt Quang Lê và Phi Nhung lên bàn cân sau loạt ồn ào về con nuôi. Bởi lẽ cả hai đều xuất thân là những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, có chỗ đứng vững trong nền âm nhạc Việt Nam và đều nhận hai giọng ca nhí bước ra từ cuộc thi âm nhạc làm con nuôi. Giữa lùm xùm của Phi Nhung, Quang Lê bất ngờ khẳng định tiền cát xê của Phương Mỹ Chi được chia sòng phẳng, gia đình quản lý 100%. Thế nhưng có câu, không có so sánh sẽ không có đau thương, mỗi người một hoàn cảnh, thật không công bằng khi những đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi phải đối mặt với quá nhiều lời so sánh khi cuộc sống vẫn ổn đối với người trong cuộc. Ngay lúc này, thay vì liên tục đưa ra những quan điểm một chiều, mang tính chủ quan, có lẽ tốt nhất chúng ta vẫn nên chậm rãi, ngồi nghe Quang Lê một lần nói hết về mối quan hệ với người con nuôi Phương Mỹ Chi, cũng như chia sẻ về quan điểm cá nhân trước loạt lùm xùm của Phi Nhung. Là một trong những cặp bố nuôi con nuôi nổi tiếng nhất nhì V-Biz,
anh nghĩ cơ duyên nào đã khiến anh quyết định nhận Phương Mỹ Chi làm con và duy trì mối quan hệ gắn kết như vậy đến tận bây giờ? Tôi nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi vì tôi đã xem chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Tôi cảm thấy con bé này nhỏ mà hát hay quá, một cô bé 9 đến 10 tuổi mà nhấn nhá luyến láy như thế thì đúng là bản năng trời phú. Với một tài năng trẻ như thế, nếu mình uốn nắn từ nhỏ thì chắc chắn sau này em ấy sẽ thành công. Khi ấy tôi nhận, bởi vì thứ nhất là tôi thương giọng hát, thứ nhì là với vai trò một nhà sản xuất, tôi muốn đầu tư. Mà đầu tư có lợi nhuận thì chưa thấy, riêng việc đầu tư cho Phương Mỹ Chi, tôi chỉ thua và lỗ về sản phẩm thôi, nhưng được lại là mình có được một người con. Anh có thể chia sẻ thêm về khoảng thời gian cả hai cùng nhau đi hát, anh đã đưa Phương Mỹ Chi đi những đâu và đầu tư những gì để cô bé hoạt động tốt hơn trong lĩnh vực âm nhạc. Thật ra đi nước ngoài chi phí rất cao. Tôi từng tốn 8.000 đô la Mỹ, tức khoảng 183 triệu Việt Nam đồng, để làm visa cho hai mẹ con Phương Mỹ Chi, nhưng mà lần đó không thành công, người làm visa cho tôi, họ cũng không trả lại số tiền đó. Đó là lần đầu tiên, những lần sau này, mỗi lần làm visa cho hai mẹ con Phương Mỹ Chi. Bên nước ngoài họ tính tôi khoảng 5.000 đến 6.000 đô la Mỹ, tức khoảng 110 triệu đến 120 triệu Việt Nam đồng, cho hai mẹ con, chưa kể tiền vé máy bay đi nước ngoài và nội địa. Tại sao bên hải ngoại, Phương Mỹ Chi lại có giá cao chót vót? Đó là vì tiền visa rất cao và chi phí do họ trả. Thứ hai là vé bay cho hai mẹ con, một vé cho khoang hạng thường, từ Việt Nam sang Mỹ rơi vào khoảng 1.500 đô la Mỹ, tức khoảng 35 triệu, thì hai mẹ con đi khứ hồi là khoảng 3.000 đô la Mỹ, khoảng 60 triệu, chưa kể máy bay nội địa. Cũng chính vì thế, qua Mỹ hát 4 show, trừ đi chi phí cũng không còn bao nhiêu. Nghe thì nhiều lắm, nhưng trừ đi chi phí là hết cả chục ngàn đô la tiền giấy tờ với tiền vé máy bay rồi. Cho nên giá 6.000 đô la Mỹ và trừ hết chi phí thì số tiền Phương Mỹ Chi thu về còn rất ít, không nhiều như số tiền mà mình nhận từ bầu show. Những MV mà tôi đầu tư cho Phương Mỹ Chi là hàng trăm triệu một cái, CD đầu tiên tôi đầu tư là 500 triệu, tiền đâu mà ra. Đó là tiền tôi bỏ ra, khẳng định luôn những sản phẩm mà tôi đầu tư cho Phương Mỹ Chi, tôi chưa bao giờ lấy lại vốn. Tôi in 20 mấy ngàn đĩa mà bây giờ còn chục ngàn đĩa nè. Tiền in đĩa của Phương Mỹ Chi hồi đó, tôi tốn 150 mấy triệu tiền in bìa, bây giờ vẫn còn một nửa bìa đĩa chưa bán hết. Có nghĩa những sản phẩm tôi làm cho Phương Mỹ Chi là vì mình thương, vì yêu thích nghệ thuật nên làm chứ không có lời. Cho nên là sau khi đầu tư những chi phí đi lại này nọ, Phương Mỹ Chi đóng góp cũng không đủ bù vào sản phẩm lỗ của công ty nữa, toàn là lỗ không à, tôi không có chút lợi nhuận nào cả. Tôi chỉ mong lớn lên nó nhớ nó luôn có một người ba là được. Đó là niềm vui, chứ cá nhân tôi không cần gì hết. Tôi cảm thấy những gì mình có được ngày hôm nay là do khán giả yêu thương mình mà có. Chứ mình hát hay, khán giả không yêu thương, không ủng hộ mình thì mình cũng sẽ không thành công trong nghệ thuật. Tại vì âm nhạc rất nhạy cảm, khán giả họ thương người nào, họ quý người nào thì họ sẽ nghe, còn nếu hát hay mà họ ghét, họ cũng sẽ không quan tâm.